Good job. Anh ăn cơm rồi là có sức hơn đúng không? Nói khỏe hơn nha. Nói to, rõ. Ok. Sắp tới 30 tháng 4 một năm rồi, chắc là Vũng Tàu sẽ đông lắm luôn á. Ha. Con có hay đi tắm biển ở Vũng Tàu không? Không. Can you swim? Một hai năm một con chưa được đi. Nhà con có gần biển không? Đã không. Nhà con nằm trên đường nào? Đường 34. Cô không biết, cô hỏi vậy thôi, cô không biết đâu. Very good. Hôm nay đi học đến trường có vui không nào? Có chuyện gì vui? Học được điểm cao hay là có chuyện gì? Con biết. Con không biết, vui mà con không biết. Không biết vì sao vui. Chỉ đi học là thấy vui thôi. Hài hước ghê ha. Thơ có vẻ thích đi học ha. Ok. Hôm nay cô cũng đi học cả ngày trên trường luôn. Kinh khủng. Học rất là đau đầu khi nào con lên đại học. Con sẽ thấy cuộc sống sinh viên nó khác. Ok. Hôm trước mình học về thì hiện tại hoàn thành đi cùng với chữ just, already and yet. Ok, đúng không? Thì hôm nay cô sẽ cho con xem một video để con hiểu rõ hơn nữa nha. Nó sẽ giải thích kỹ hơn. Đó. Xem video cho dễ hiểu. Chỗ nào con không biết con cứ hỏi, cô sẽ trả lời liền cho con luôn trong video cũng được. Present perfect with just, yet, and already. I've just finished dinner. Dad, I've already got the post. Have you tidied your room yet? No, I haven't done it yet. Ok. Đây là ba ví dụ về việc sử dụng just, already and yet. Nào, bây giờ xem được cách sử dụng We sau use nha. The present perfect with just, yet and already to talk about recent news and events. Ok. Chúng ta sử dụng just, yet, already, to để nói về những cái sự kiện hoặc hành động vừa mới xảy ra, recent events or actions. We use just to talk about a very recent event. Ok, just để nói về một sự kiện rất là gần. Đó. Chúng tôi chỉ mới vừa kết thúc bữa tối thôi, là rất là gần luôn. Gần trong với lúc nói, sau với lúc nói. We use already to say something happened sooner than we expected. Chúng ta sử dụng already để nói về những thứ mà vừa xảy ra, nó sớm hơn những gì mà mình dự định, mình mong chờ nha. Ok, yet thì mình hiểu rồi. We use yet to talk about an event that has not happened, but we expect it to happen in the future. Một hành động, một sự kiện chưa xảy ra và nó sẽ xảy ra trong tương lai. We use just in questions. Has Jim just got home? And positive sentences. Yes, he's just got home. 2 minutes ago. We put just before the main verb. Ok, chúng ta đặt chữ just before, trước cái main verb là động từ chính, got là động từ chính, has là trợ động từ. We use already in questions. Have you finished your homework already?
and positive sentences. Yes, I've done it already. We put already at the end of the sentence or question or before the main verb. Okay, already. Have you already finished your homework? Yes, I've already done it. We only use yet in questions. Have you eaten lunch yet? And negative sentences. No, we haven't eaten lunch yet. Yet appears at the end of the sentence. Okay. Yet. Yes sẽ xuất hiện ở cuối câu. Okay. Rồi, con hiểu hơn chưa? Hiểu không? Ok. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi warm up trước khi mình học nha. Bây giờ trò chơi sẽ là mang tên Say It. Oh sorry, wait it. No, I won't say it. Here. Ok, trò chơi sẽ mang tên là Say It. Khi chủ đề, ok, rồi cô mở. Chủ đề là về sports, về thể thao. Rồi, con nhìn nè. Say, nói một từ mà bắt đầu bằng chữ mà xuất hiện ở đây nè. Ví dụ nhà letter A thì con phải nói cái gì đó liên quan đến thể thao bắt đầu bằng chữ A. Ok, mỗi lượt thì con sẽ nói trước xong cô nói sau nha. Ai không nói được thì người đó thua. Ví dụ như A. A trong thể thao, ok, S trong thể thao có gì? Có soccer chẳng hạn đúng không? Thì kính lực cô. Đó, bây giờ, are you ready? Yeah. Ok. Mình có 15 giây suy nghĩ nha. And. And what words with and? Oh, famous person. Job. And bắt đầu với job. Công việc nào bắt đầu với chị and? A person who work in the hospital. Nurse. Chính xác, nurse, very good. My turn. So hard. Can you give me a hint? Con có nghĩ ra từ nào nữa không? I know, I just only know nurse. Okay, I give up. I don't have any hint. Cô không có bất kỳ một answer nào hết. Nó gói gọn trong một chủ đề, nó hơi khó đúng không con? À, thôi mình đừng gói gọn chủ đề nào hết. Cô nghĩ ra từ gì cũng nói từ đấy nha. Ok. Ok, không có chủ đề nào hết. Ai? Mực. Sorry. Ink. Yeah. My word. Cô đáp án của cô là image. Image. Hình ảnh. Image. Okay. Next one. And. I have machine. Your turn. Machine.
Met. Yeah, very good. Next one, R. I have... Rose. Very good, Rose. I have racket. Cái vợt, racket. I. We back with I. This is I or L? I think this is L. L. Lemon. Lemon. Lem. Next, T. Teacher. Take. Very good. L. Letter. Lion. Very good. E. Egg. Oh, egg. Egg. Elbow. 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 Right. N. November. What's your answer? No. Yeah, very good. S. Soccer. Okay, không chơi soccer. Câu nói gì? Singer. Ah, singer. Song. Oh, back with N. Next to, next, next, kế bên. Nick. Yeah, very good, Nick. M. Yeah, chúng ta đã nói mất rồi. Mix, mix, trộn lại với nhau, mix. Mouse. Yeah, very good, mouse. C. Cup. Cup. Yeah, very good. W. Window. Window. Grab. Good job. You have grab. T. Thanks, thanks, cảm ơn. Tiger. Yeah, very good. And the last one, J. Jelly, I have jelly. Jenny. Very good, Ha Thư. Yeah, you did very well. Thank you so much. Very good, Thư. Okay. Con có thích chơi trò này không? Ít bữa nữa chơi tiếp trò này để giúp con brainstorm. Yeah. Very good. Con nghĩ ra được khá nhiều từ đó. Okay. Thank you so much. Hôm trước mình học về just, already and... yet, học for, học cách sử dụng của since, học cách sử dụng how long, làm thế nào để đặt câu hỏi. Ok, con làm bài tập này rồi. Thì bây giờ con sẽ làm thêm bài này nữa là sắp xếp lại từ để thành một câu hoàn chỉnh nha. You can read. Chủ ngữ là gì nhỉ? They are trend. Đúng rồi, they are trend. Sing. They are trend. Tiếp đến là hasn't arrived yet. Là có nghĩa là cái tàu của họ là chưa có đến, đúng không? Là một hành, là một sự việc chưa xảy ra và nó sẽ xảy ra trong tương lai. Ok, bây giờ cũng phải xác định được nha. Động từ chính, rồi xong đến chủ ngữ, đâu là chủ ngữ, xong sau đó đến động từ phụ,
và sau đó đến động từ chính. Đó. Rồi, câu số 2. Sam has homework by Monday. Oh, chữ này đọc là since. Yeah, chữ sờ nữa, since. Đúng rồi, Sam hasn't phoned since Monday. Number 3. Trevor has already gone home. Very good. Nhớ vị trí của chữ already nha. Already nằm sau trợ động từ has và nằm trước động từ chính. Ok, động từ chính ở đây là gần. Number 4. It has rained for months. Chính xác, it hasn't rained for months. Number 5. How long has been Cathy asleep? Ok. Bây giờ cách để con làm câu hỏi câu này á là mình chỉ chuyển trợ động từ lên phía trước chủ ngữ thôi. Cách này ví dụ một câu hỏi đúng không, thì câu hỏi sẽ bắt đầu từ how long, thì mình nhìn là mình biết chữ how long là đứng đầu câu rồi, thì con thử như là con viết một câu khẳng định là Cathy has, nếu mà một câu khẳng định thì con viết như nào, has như nào, been asleep. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái chữ has này nè lên phía trước này, nhớ không, mình phải đưa cái trợ động từ lên trước. Đó, thì ở đây câu đó con sẽ làm như nào nhỉ? How long Cathy been asleep. Đó, hồi nãy con làm chữ how long has been Cathy đúng không? Đó. Rồi, number 6. Câu hỏi nữa thì tương tự, nếu như là một câu trả lời thì mình sẽ nói như nào đó. Thì sau đó con sẽ chuyển cái chữ động từ have or has lên trước. Have you been to the shops yet? Very good, đúng rồi. Number 7. Đây là Mark has just come back from France. Very good. Excellent. Number 8. We haven't had breakfast yet. Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa có buổi tối. Buổi sáng. Very good, huh? Good job. Hôm trước mình học so sánh giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đâu rồi đúng không? Hôm nay con sẽ giải thích thêm để kỹ hơn nè. Hôm trước là sự khác nhau giữa hai thì là gì nhỉ? Con nhớ không? Về thời gian. Cái nào là một thời gian cụ thể? Thì hiện tại hoàn thành hay thì quá khứ đơn? Ok, một ví dụ nha. Trước khi vào một ví dụ, con have you ever been in Ho Chi Minh? See? Yes, I have. When did you come here? I came here last year. Okay. Vậy thì nào sẽ là thì? À, thời gian chính xác thì một mốc thời gian chính xác thì mình dùng cho thì nào nè? Thì hiện tại đơn hay thì thì hiện tại hoàn thành hay thì hiện thì quá khứ đơn?
No, có gì nè, last year. Đó là một mốc thời điểm chính xác. Thì quá khứ đơn mình dùng một thời điểm chính xác. Còn have you been nè, cái thì này thì hiện tại hoàn thành đúng không? Không có một thời gian nào chính xác cả. Ok, nhớ nha. Nhớ cái ví dụ là con sẽ nhớ được cách làm. Rồi, cái này cũng nhắc lại bài ngày hôm qua thôi. Đây, thì hiện tại hoàn thành. Mình dùng để nói về những thứ xảy ra, vừa xảy ra trong quá khứ. Recent past là vừa mới xảy ra thôi. Ví dụ như là you already finished your dinner. Đúng không? Con vừa mới kết thúc bữa tối thì con đi học. Mà không nói exactly, without exactly when it happened. Không có thời điểm chính xác nha. No exactly time when it happened. Có nghĩa là ví dụ này, he's late. Anh ấy đã đi, đi mất rồi nhưng không biết thời gian cụ thể là khi nào. Đó, nếu như con biết thời gian cụ thể thì con sẽ nói là he left at 8 p.m. Đó, anh ấy đi ra ngoài lúc 8 giờ. Đó, đúng không? Là một thời gian cụ thể. Còn con nói không cụ thể, con chỉ cần nói là he's late. Là mình dùng cho thì hiện tại hoàn thành. Rồi, những thứ mà bắt đầu trong quá khứ tiếp tục cho đến tương lai. Ví dụ như bây giờ cô vào đây được hai cô vào Sài Gòn được 2 năm rồi thì cô sẽ nói là I've lived in Ho Chi Minh City for 2 years. Một hành động xảy ra trong quá khứ và tiếp diễn cho đến hiện tại. Ok. Rồi, đến thì quá khứ đơn. Khác biệt ở đây là thứ nhất là về thời gian. Đó, ví dụ y chang cô luôn. Happen a specific time, một thời điểm cụ thể là mình biết đó là khi nào. 5 phút cách đây, đúng không? Câu này chỉ là lát thôi, không biết lát khi nào hết. Rồi, những thứ đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ khác nhau đúng không? Ừ, ok. Nhớ nha, có 2 điểm mấu chốt. Thứ nhất là về thời gian. Thứ hai là một hành động thì hiện tại hoàn thành là bắt đầu trong quá khứ, tiếp diễn đến hiện tại. Còn thì quá khứ đơn là bắt đầu trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ. Ừ. Đây, cô sẽ vẽ một cái là sẽ dễ hình dung hơn cho con. Con dễ nhớ, con chỉ cần nhớ cái hình này thôi. Đó, ví dụ đây. Thì đây là now nè. Đây là past. Đây là future. Đúng chưa? Thì cái hành động thì quá khứ đó nó bắt đầu trong hiện tại nè. Bắt đầu trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ. Đó, nó ở đây. Còn nếu như thì hiện tại hoàn thành á, nó bắt đầu ở đây nè. Nó tiếp diễn cho tới bây giờ nè. Và nó có thể tiếp tục cho tới tương lai. Đó. Ok. Chỉ có vậy thôi. Và thứ hai là về mốc thời gian. Understand? Ok. Thế cô nói nhiều quá mà không biết con có hiểu không? Không hiểu phải nói nha. Rồi. Bây giờ mình có 2 weeks ago và 4 a week. Con nhìn vào đây thì con nói cho cô biết à 2 weeks ago mình sẽ dùng cho thì nào và 4 a week mình sẽ dùng cho thì nào. Ở đâu là những Đúng rồi, quá khứ đơn. Còn 4 a week. quá khứ Đúng rồi. Đó, con giải quyết được 2 điều đó rồi thì câu số 1 đến câu số 6 rất là dễ cho con. Number 1. tại là Yes, 2 weeks ago. Number 2. far away. Yeah, very good. For a week. Number 3. Tôi mới cảm Chính xác.
Number four. For a week. For a week, yes. That's right. Number five. Number six. Two weeks ago. Very good. Okay, nói lại cho tôi từ week nào. Week. Week. Yeah, âm y nha. Week. Week. Yeah, very good. Okay, nhưng bây giờ bài này sẽ khó hơn. Con sẽ phân biệt chỗ nào dùng thì hiện tại hoàn thành và chỗ nào sẽ dùng thì quá khứ đơn. Rồi, mình sẽ bắt đầu với number one, chia động từ ở phía sau này nè. Chữ break. Break the leg có nghĩa là gãy chân. Maria has break. Break sẽ đổi thành gì nè? Trời ơi. Và broken. Break, broke and broken. Chọn từ nào đâu này? Broken. Mình phải dùng V3 á con. Đây nè. Đây là V1 nè. Đây là V2 nè. Còn đây là V3 nè. Mình phải dùng V3 cho thì hiện tại hoàn thành. Còn thì quá khứ đơn thì mình dùng V2 thôi. Đó. Đó. V2 nha. Rồi. Maria has broken her leg. She has broken. Ở đây nha, con nhìn cái câu thứ hai này, nó nói về một thời gian cụ thể. Con đọc được chữ 2 days ago chưa? Là một thời gian cụ thể. Thì mình sẽ dùng thì quá khứ đơn ở đây nha. She broke it 2 days ago. Đó, đây. Maria has broken. Mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành, động từ chia ở V3. Sau đó mình có chữ 2 days ago, là một thời gian cụ thể, nên là mình sẽ dùng thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn thì mình sẽ chia động từ ở V2 là broke. Ok. Next, mình sẽ làm đến câu 2. Con nhìn này, chữ last week này, còn ở trước này không có gì hết này. Chia động từ cho chữ lose nè. I have lost my sunglasses. Đúng chưa? Rồi, tiếp. Có chữ last week là tuần trước, một thời điểm cụ thể, nên là mình sẽ dùng thì đúng rồi, còn thì quá khứ mình sẽ chia chữ lost thành chữ lost, đúng không? Got it? Do you got it? Con hiểu chưa? Nhớ nè, câu á nó không có thời gian cụ thể, nó chỉ nói về một hành động
đã diễn ra thôi và nó dẫn cho đến hiện tại. Đó, thì ví dụ như tôi vừa mới mất cái kính râm. Đó, xong tôi đã mất chúng tuần trước. Tuần trước là một thời gian cụ thể. Còn I have lost my sunglasses, nó không phải là một thời gian cụ thể nên người ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Ok. Number 3. Mr. and Mrs. Hicks bán nhà của họ. Họ đã bán nó vào tháng 4. Ok. Your turn. Bây giờ con làm đi. Sao sẽ đổi thành gì nhờ? Sold. Sold. Đó. Rồi. Number 3. So sleepy. They sold. Đúng rồi, they sold it in April. Ok, cố gắng làm hết ba câu nữa nha, từ câu 4 đến câu 6. Chơi game cho đỡ buồn ngủ. They have went to Japan. Great. Cái này đúng chưa? Had went to hả? Go, chia sao nhờ? Buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá, đóng băng rồi. Yes, they went to Japan last year. Và they went. Ok. Đúng chưa? Đúng ý không chưa? Number 5. Do. Do mình sẽ có do, did và didn't. I have done my homework. I didn't nữa. Đúng chưa? No, I did. Thì quá khứ mà con, mình phải chia cái động từ thứ hai này nè. Đúng chưa? Rồi. Thì quá khứ mình phải dùng cái động từ này nè. Từ do, did, done. Thì do là mình dùng trong các thì hiện tại. Did mình dùng trong thì quá khứ và done mình dùng trong thì hoàn thành nha, trong các thì hoàn thành. Buy. Bought. Và bought. We have bought. We have. Đúng rồi. Yes, very good. Ok, đó là về thời gian. Còn bây giờ đó là còn về hành động. Quá trời thứ luôn. One word. Let me see còn nhiều bài không nào. Oh, còn không nhiều bài lắm đâu. Còn 3 bài tập nữa. Ok. Cô xem thử, let's see. Cho con chơi một game ha, cho nó đỡ buồn. Có thích chơi game gì nhờ? LS game. Mr. Warfield. Bánh xa từ vận.
Jellyfish. Ok, con nhìn vào bánh xe và con đoán xem từ đó là từ gì nha. Ví dụ, đó là chữ jellyfish. Next one. Chemistry. Chemistry. Ok, try next one. Hơi khó á. What? I think. Something. Something. It's something. Trời ơi. Can we have telephone? January. Quá khó. What's word? I think excursion, excursion. Yeah, I got it. Excursion có nghĩa là khám phá. Butterfly, okay. Nó hơi khó đúng không? Hơi khó. Bài tập khó quá nên là hơi buồn ngủ. I lose you. Okay. Bây giờ con sẽ đọc đoạn văn, xong sau đó con sẽ điền vào đoạn văn một từ. Đó. Hi Christina, hi Lucy. Con sẽ điền từ gì vào đây nhỉ? Have you. Đúng rồi, have you finished your homework? Number two. Ở đây con thấy có chữ have rồi, có chữ done rồi. Thì thường á, thì trong này mình sẽ điền chữ just or already. I have already. Rồi, number three. À, ở đây con thấy có một full sentence rồi. I haven't studied. So, number three sẽ là gì? Đúng rồi, very good. À, number four. I have just. No, ở đây chưa có động từ chính con. Ở đây chưa có động từ chính. Con dịch nè. À, hi Lucy, bạn đã hoàn thành bài tập về nhà của bạn chưa? Tôi vừa mới hoàn xong bài toán, nhưng tôi chưa làm xong bài lịch sử. Christina nói là tôi chưa làm bất kỳ thứ gì hết. Thì ở đây số 4 sẽ là already. No, thiếu động từ chính. Động từ ở đây là chưa làm. Chưa làm gì cả. Done. Chưa làm gì cả. Nè, tôi vừa mới làm bài toán. Còn bạn trả lời là tôi chưa có làm cái gì cả. Đó. Thì mình thiếu động từ chính nha. Nói tiếp. I worked out all afternoon. I come back from the dentist. Đó, thì ở đây mình có I just. Đúng rồi. Just come back. Đúng rồi. Why? This is. Chính xác. Why did you go to the dentist? I have. Ok, bây giờ con nhìn nha. Yesterday afternoon. Dùng giới từ gì đây? Already. Giới từ thì sẽ có. Giới từ gì đi với giới từ gì đi với chữ yesterday và chữ afternoon nè. Mình thường nói là so sleepy in the afternoon, in the evening, in the morning. So since. Ah, since. Ok, chỗ này dùng chữ since nha. Một mốc thời gian.
Buồn ngủ quá à con? Trưa nay không được ngủ à? Dạ không. Hôm qua thì không buồn ngủ nhưng đói bụng. Hôm nay thì no bụng nhưng buồn ngủ. Tội quá. Cố gắng học xong thêm một xíu nữa nha. Mình còn tầm 5 phút nữa thôi. Làm nốt bài này nè. One of my back teeth is really bad. Một trong những cái răng phía sau của tôi rất là tồi tệ. Actually, the last time, lần cuối tôi đi đến nha khoa là 9 tháng cách đây. Như thì vậy nhỉ? I have. Mình dùng the last time này, con nhìn vào chữ the last time. I went. Lần cuối tôi đã đi đến nha sĩ là 9 tháng cách đây. Thì đây là một thời điểm xác định nha. He said we should go on go every 6 months. Anh ấy nói là chúng ta nên đến nha sĩ 6 tháng một lần. Oh dear, tôi chưa đến. Oh, haven't been to dentist a year. Ở đây mình dùng từ gì? Tôi chưa không có đến. Since or for? For a year. A year nó phải là một mốc không? Không, nó là khoảng thời gian nha. Okay, you can come with me tomorrow. I need someone to hold my hand. Okay. Homework. Oh, bài chia động từ nha. Bài này khá là khó luôn. Okay. Vậy chắc con buồn ngủ lắm rồi đúng không? Con muốn học nữa không? Dừng lại à? Nói nói chuyện một xíu ha. Dừng hay học? Nếu học thì mình sẽ speak English. Con sẽ nói chuyện tiếng Anh, luyện tiếng Anh nói với con một xíu. Còn nếu học thì mình sẽ làm bài này. Học. Oh, very good girl. Okay, bây giờ đọc và hoàn thành. Đó, bây giờ mình sẽ đọc và lựa chọn. Điền vào đó thì quá khứ đơn hay là thì hiện tại hoàn thành. Ok. Đoạn văn thứ nhất, đọc. Appear. Appear thêm ed nha. Oh, sorry. Her has appeared. Đã xuất hiện, vừa mới xuất hiện trên TV. She trình diễn trên một chuỗi TV khi cô ấy là 4 tuổi. Chỗ này mình chia từ gì nè? Một hành động xảy ra trong quá khứ nè con. Acted. Đúng rồi, acted. Rồi, when she has. No. Có khi nào con nói I have been 4 hours. Tôi đã từng 4 tuổi không? Không. Có thể nói I was 4. Yeah. Thì ở đây là she was 4. Okay. She only appeared for 10 seconds. Okay. Appear này kia là gì?
Đây là một câu chuyện kể về trong quá khứ đó con. Nè, ví dụ như cô kể nói là appeared, đúng không? Appear bình thường. Cô ấy đã xuất hiện trên TV khoảng 10 giây và cô ấy không nói gì cả. Thì ở đây mình chia thế No. Đây là những hành động hoàn toàn xảy ra trong quá khứ luôn. Nó bắt đầu trong quá khứ và nó kết thúc trong quá khứ. Thì mình dùng thì gì nè? Đúng rồi, mình dùng thì quá khứ. She One. Quá khứ đơn. Ok, bình thường mình sẽ có spoke đúng không? Thì khi nào mình viết thành thể quá khứ, thể phủ định thì viết như nào? Did, didn't speak. Didn't speak. Ok. Rồi, number 6. Have traveled to fancy. But he thì sao? Has never. Đúng rồi. Fly, flew, flown. Yeah, flown. Number 8, Peter. Haven't been. Yeah. Câu này là mình nói về trải nghiệm trong cuộc sống đúng không? For example, he's lost. Đúng rồi, lost. Bởi vì một hành động này đã trải qua trong quá khứ. When he went. Đúng rồi. Cái hành động này đã hoàn toàn kết thúc trong quá khứ rồi. Đến he sao? It's a year later. Cũng là một hành động trong quá khứ luôn đúng không? Hành động, tất cả những hành động này sẽ đều xảy ra trong quá khứ hết. Thứ nhất là bạn đi, ví dụ đây là hiện tại nè, thì thứ nhất là bạn đi picnic nè, bị mất cái đồng hồ này, xong mấy một năm sau này bạn lại tìm thấy nó này ở cùng một nơi khi mà bạn đi picnic này. Vậy thì tất cả những hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ rồi. Mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Found. And they went. Okay, đến Lucy. Has
Now, Lucy đã painted her chair when she was four. She did 100 portraits since then. Now has painted. Cô sẽ giải thích này nữa thêm cho con. Cái này nha. Có phải câu đọc nè, Lucy painted her mom's portrait when she was four, là Lucy đã vẽ cái ảnh chân dung của mẹ cô ấy khi mà cô ấy 4 tuổi. Tức là ví dụ như bây giờ cô ấy 10 tuổi đây. Cô ấy 10 tuổi là tại thời điểm hiện tại đúng không? Thì tại thời điểm lúc cô ấy 4 tuổi cô ấy đã vẽ rồi. Thì hành động này đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ rồi. Đúng chưa? Tại cái thời điểm bạn ấy 4 tuổi này, bạn ấy đã vẽ được bức tranh về mẹ cô ấy rồi. Đó. Và câu tiếp theo là cô ấy đã vẽ hàng trăm, 100 cái bức chân dung từ đó. Since then, là tức từ thời điểm 4 tuổi cho đến 10 tuổi thì cô ấy đã vẽ được 100 bức rồi. Và trong đến hiện tại cô ấy đã vẽ được 100 bức rồi và trong tương lai cô ấy sẽ vẽ nữa. Nên ở đây mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành, một hành động bắt đầu trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Ok. Coi nha. Tại cái thời điểm when she was four, cái thời điểm 4 tuổi, con chỉ có một thời điểm 4 tuổi thôi. À, không bao giờ chia cái thì mà has been four cả. Nha. Về tuổi con sẽ không bao giờ chia như vậy. Ok. Read the notes below and write an article. À, bây giờ mình sẽ đọc và viết về một người nổi tiếng. Ok, bài này mình sẽ để dành cho ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ ôn lại hết tất cả các thì. Còn phải so sánh giữa các thì với nhau và biết cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Bài tập rất là khó. Đó. Đây là ôn bài trước, xem trước cách sử dụng và cấu trúc của các thì khác nhau, xem cái các dấu hiệu chỉ thời gian và ôn thêm các động từ bất quy tắc nha. Nó rất là nhiều thứ, ôn lại hết năm thì mình đã học là thứ nhất hiện tại đơn, thứ hai hiện tại tiếp diễn, thứ ba hiện quá khứ đơn, thứ tư quá khứ tiếp diễn, thứ năm là hiện tại hoàn thành năm thì. Ok. Và mình sẽ làm bài tập mix thì với nhau nha. Bài tập đó rất là khó. Nó đòi hỏi con phải hiểu được cách sử dụng nè. Con nhìn vào mốc thời gian con phải biết được đấy. Đó. Rồi. Ok. You did very well today. And thank you so much. Hôm nay con làm tốt lắm. Yes. Bye bye. Have a good night.